từ lòng thành phát nguyện đem chân linh địa màu lưu truyền dương gian con mẹ phụng hành truyền kinh gió thì rang 80 tuổi chăng họ tam quy pháp ba hiểu chiều hòa gió thì ngào 77 tuổi gió thì ngọn diệu phước là chăng trong gai cuộc đời dặn
Hãy
xanh. Muốn cho chân thật tu hành, nắng lo rình giữ chẳng đi thành đừng quên. Người ở thế đặt tâm kể tôi tên tuổi như này mong mũi chẳng na lâu. Mấy tên phú quý trong hầu có đem chi được để giàu ngọc kinh. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình mới
Cho đạo
xanh vàng sợi chỉ ai làm con đường nam bắc bắc nam ai làm muốn tìm đạo gặp thầy mới sống muốn tìm thầy chớ có dòng lời ngon tiếng ngọt như đường nếu con nhẹ dạ mắt lượt cũng quang con phải đến đi đạo tràng chân lý mới không còn có quỷ suốt thầy con là con
trong mang bào, hình trong đi bắt cỡ đầu nam tàu phú quý. Muốn cô quý chẳng chi là nữa, con khá lo tự sửa lấy mình. Tiền trần dễ gian nói đến con trăm mây đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đường tuôn. Thấy con xa khói lạ dèo thọ.
sở sòng nâu nạm mà chớ kêu đòi đài các trăm năm. Trăm năm để hỏi giấy lặng, trăm năm nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, nhỏ tuôn dòng
sầu chung mấy lo đạo lý màng cháu mẹ lầm. Hoàng dung mấy lầm đạo Nam thành con đây sư lệ thiền thanh đang sầu. Thank you.
thần điện tiền cùng hoàng sư lễ tròn buổi này tâm kinh ghi khắc lời chân để truyền nhân thế ba gia chúng cùng lời tâm huyết mới vừa nay Phật tử